Những hộ dân đang sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua có thể sẽ được miễn hoặc là giảm lãi suất khi vay vốn để ổn định cuộc sống. Đây là một trong những biện pháp mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát các khoản nợ vay nông nghiệp nông thôn của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh bị thiệt hại nặng nề như là Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn hay Lai Châu, qua đó thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn như là cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn giảm lãi vốn vay cho người dân. Đồng thời tiếp tục xem xét cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống. Đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày vừa qua đã khiến hơn 30 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập chìm trong nước lũ, hàng chục nghìn hecta hoa màu thiệt hại hoàn toàn. Ở nhiều nơi thì đến thời điểm này người dân vẫn chưa thể quay trở lại cuộc sống như trước.